Các anh chị đang xem ạ, cho em xin một theo dõi nhá. Sắp tới thì chắc chắn là em sẽ có cái chương trình ưu đãi dành riêng cho những người theo dõi kênh TikTok hoặc là kênh Facebook của em ạ. Và có thể là áp dụng không chỉ là trong những buổi phát mà có thể là áp dụng như một cái voucher chẳng hạn, như một cái phiếu giảm giá chẳng hạn, dành cho những anh chị nào mới đã theo dõi đấy. Nhiều khi là mình chưa có duyên, chưa có điều kiện để ủng hộ nhau, thì ít ra chỉ cho em xin một đợt theo dõi thôi, thì em cũng sẽ giữ lại những cái ưu đãi mà em đã từng công bố. Khi nào các anh chị cân đối xin vợ chẳng hạn, xin sếp mình chẳng hạn, đấy, có đủ điều kiện rồi thì có thể là quay lại với em luyện ạ. Đồ gỗ Dương Gia luôn chào đón các anh chị nhá. Em sẽ cố gắng là hoàn thiện một cái chương trình là phiếu giảm giá hoặc chương trình giảm giá gì đấy dành cho những anh chị nào thực sự quan tâm và theo dõi hai trang Facebook và Zalo của em nhá.